Câu hỏi của anh Nguyễn Thành Tài ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hỏi bác thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ kiêm trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Câu hỏi 1. Trước thời Đức Phật thì chỉ có đạo thần, các vị thần có mượn thân người lập ra đạo hay không? Hiện nay Việt Nam và thế giới có nơi nào tu theo đạo thần không? Ngày xưa Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất được đất nước, có phải ông tu theo đạo thần hay không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 1. Ở trái đất có 3 thời kỳ lập đạo. Thời kỳ thứ nhất, do một vị thánh chủ trái đất lập ra 3 đạo, gồm 1. Đạo thần, dạy con người có sức mạnh để bảo vệ gia đình và tổ quốc. 2. Đạo thánh, dạy con người sống lương thiện để con người sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín với nhau. 3. Đạo tiên, dạy con người sống ung dung, nhàn hạ. Thời kỳ thứ hai, do một vị toàn năng toàn giác lập ra đạo, dạy chân thật ở trái đất này, dạy thoát ra khỏi quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này. Thời kỳ thứ ba, do một vị thánh chủ thế giới lập ra nhiều đạo, như dạy đạo tình thương, dạy đạo bác ái, dạy đạo hiển linh, dạy đạo tình người. Để chi vậy? Để loài người yêu thương nhau, không sát hại lẫn nhau. Vì thời kỳ này loài người sống tham giả quá nhiều, nên vị thánh chúa thế giới mới lập ra nhiều đạo như vậy. Hiện nay cũng có rất nhiều nước tu theo đạo thần. Tần Thủy Hoàng không tu theo đạo thần, mà là vị vua oai dũng nhất, hùng mạnh nhất thời Trung Cổ. Đặc biệt, vua Tần Thủy Hoàng có lập nơi hầm mộ của ông một hầm tượng bằng đất sét nung, có rất nhiều những chiến binh theo hầu ông, nằm ở huyện Lâm Đồng, cách thành phố Tây An 50 km, phía bắc núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Câu hỏi 2. Những người tu theo thiền tông mà chết vì tai nạn, nếu không về được Phật giới thì họ có trở lại gặp được pháp môn thiền tông nữa không? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 2. Người tu theo đạo thiền tông có 2 dạng người. Dạng 1. Chết vì phá các vị cô hồn lớn, nên bị các vị cô hồn lớn này cho gây ra tai nạn chết. Khi chết phải theo hầu các vị này. Dạng 2. Chết vì các nguyên do khác. Nếu có công đức thì được trở về Phật giới. Không có công đức, tái sanh làm người tu thiền tông tiếp. Câu hỏi 3. Hiện nay các nhà khoa học đều khẳng định là có UFO. Điều này có thật không thưa bác? Làm sao các UFO bay ra được tầng bình lưu và các tầng khí quyển nóng của trái đất, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 3. Cháu phải biết UFO là gì không? Tiếng Việt đọc là UFO. UFO là vật thể bay. Vỏ UFO chế tạo bằng 2 loại. Một là bằng kim loại wolfram, là kim loại rất rắn và chịu nhiệt cao nhất trong các kim loại. Hai là bằng carbon rắn. Hai thứ này chịu nhiệt trên 10.000 độ C. Được các vị kỹ sư thiết kế vỏ UFO tự động, automatic. UFO này bay qua tầng bình lưu của trái đất, chỉ là không khí tĩnh mà thôi. Nó bay xuyên qua không khí tĩnh theo tốc độ khi nó bay qua tầng đối lưu nhẹ. UFO này bay xuyên qua tầng khí lạnh, nó tự động phát ra nhiệt để vỏ UFO không bị đóng băng. UFO này bay xuyên qua tầng khí nhiệt
Nó tự động phát ra lệnh để giỏ UFO không bị cháy. Nhờ vậy mà UFO mới bay ra ngoài sức hút vật lý của trái đất được, đến các hành tinh khác. Còn trong bầu hoàng đạo một của hệ mặt trời, đạo Phật gọi là tam giới. Câu hỏi 4. Thưa bác, ngày xưa ông Maha Ca Diếp nhìn thấy Phật giới, nhờ Đức Phật nào giúp mà nhìn thấy được? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 4. Như ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Phật giới là nhờ Đức Phật Thích Ca trợ giúp mới thấy Phật giới được. Ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Phật giới là nhờ có hai yếu tố. Một là ông có công đức vô lượng nên mới phá vô minh, tức bóng đen âm mắc tánh người của ông. Hai là ông nhờ Đức Phật bủa siêu đại thần lực thanh tịnh thiền, tức thanh tịnh cực mạnh, tạo thành một ống lỗ tròn để ông Xá Lợi Phất nhìn theo ống lỗ tròn này nhìn thấy được Phật giới. Câu hỏi 5. Trong các vị tổ, có những vị kiến tánh bằng tri kiến Phật, những vị tri kiến Phật này có ai giúp không thưa bác? Những vị đó có nhiệm vụ gì quan trọng với dòng thiền này không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 5. Người kiến bằng tánh Phật, chỉ có vị tổ nào được Đức Phật phân thân vào tầng bình lưu của trái đất trợ giúp tổ thì tổ mới kiến bằng tánh Phật của tổ được. Những vị tổ nào rất quan trọng theo dòng thiền tông thì Đức Phật mới trợ giúp. Còn tổ bình thường thì chỉ hiểu pháp môn thiền tông là đủ tư cách làm nhiệm vụ theo dòng thiền tông học này. Câu hỏi 6. Hiện nay có một số người tu theo thiền tông cũng nói là đã nhận được tánh Phật và cũng nói là kiến tánh. Thưa bác, kiến tánh Phật, kiến tánh thần, kiến tánh thánh và thánh lang thang giúp như thế nào? Xin bác nói rõ hơn ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 6. Cháu phải biết căn bản như sau. Ở trái đất này, ban thần, thánh, tiên thì có giới hạn. Còn các vị thánh sống không theo tổ chức nhân quả luân hồi thì không thể tính đếm con số được. Hiện nay là đời mạt thượng pháp. Pháp môn giải thoát của vị Phật cho công bố ra để giúp cho những tánh Phật nào tạo được công đức, học công thức trở về Phật giới do vị Kim Thông Phật phân thân vào tầng bình lưu trái đất làm hoa tiêu rước trở về Phật giới. Thời buổi này các vị thánh sống không theo nhân quả luân hồi tập trung nhiều nhất, quyết chí phá pháp môn giải thoát này với bất cứ giá nào cũng phải phá cho bằng được. Vì vậy họ trà trộn vào những người tu thiền tông và nói họ là người kiến tánh Phật, họ là người kiến tánh thần, họ là người kiến tánh thánh, họ là người kiến tánh tiên, vân vân. Vì vậy trong kinh Kim Cang Đức Phật có dạy câu: người nào xưng mình kiến tánh Phật hay kiến tánh thánh, thần, tiên thì người này là quần tà, tức bầy tà. Ở trái đất này kiến bằng tánh Phật được chứ không phải không. Vị nào muốn kiến bằng tánh Phật thì phải: một là phải có công đức vô lượng như ông Xá Lợi Phất; hai, được Đức Phật trợ giúp bằng cách là bủa siêu đại thần lực Như Lai thanh tịnh thiền thì người này mới thấy được Phật giới. Tất cả các vị này, ai muốn kiến tánh Phật thì vị này phải có tần số bằng tánh Phật thì mới thấy được Kim Thân Phật phân thân vào trái đất này được. Còn vị nào muốn kiến tánh thần, thánh, tiên thì vị này phải có tần số điện tử âm như các vị thần, thánh, tiên thì mới thấy các vị thần, thánh, tiên được. Còn vị nào muốn kiến tánh các vị thánh sống ngoài dòng nhân quả luân hồi thì dễ như ăn cơm.
thì vị này phải có tần số điện từ âm như các vị thánh sống ngoài nhân quả luân hồi. Đến những nơi thanh vắng âm u, ngồi trong vòng 5 phút thì sẽ kiến tánh các vị thánh sống ngoài nhân quả luân hồi ngay. Muốn xưng gì tùy ý. Câu hỏi 7. Thưa bác, tu theo Đại Thừa là dựa vào 12 bộ kinh và nghi tìm kiếm hữu dụng vật chất để giúp cho con người tiến tới nền văn minh và giúp cho con người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hiện nay cũng có rất nhiều nơi nói rằng họ tu theo Đại Thừa mà họ chưa tìm được vật chất gì giúp cho con người cả. Mà những việc này chỉ có các nhà khoa học là tìm được mà thôi. Xin bác nói rõ hơn về pháp môn Đại Thừa này ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 7. Cháu phải hiểu kinh Đại Thừa là gì? Bác giải thích. Kinh là sách của vị Phật viết ra để dạy người tu theo đạo của Ngài. Đại là lớn, Thừa là chuyên chở. Ý nói kinh hay sách của vị Phật viết ra có sức chuyên chở kiến thức rất lớn của con người. Người nào muốn hiểu kiến thức này thì phải ngồi suy tư, nghĩ tưởng các phần. Một là hữu dụng vật chất, hai là tìm hữu dụng vật chất ở đâu. Nếu thành công thì kiếm tiền rất dễ. Bác đưa ra công thức tu các quyển kinh Đại Thừa như sau. Một, muốn tu theo quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa kinh. Diệu là diệu kỳ, pháp là lời dạy, liên là sen, hoa là bông. Vào tu, đem quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này ra đọc và học cho thuộc lòng. Ngồi suy tư xem kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật muốn dạy cái gì. Biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật muốn dạy, ai ai cũng có tri và kiến Phật. Ngồi suy tư tri và kiến Phật là gì? Đạt được thì đứng lên tuyên bố: ta đã thấy và biết được tri và kiến Phật rồi, thì thành ông thầy giảng sư kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đi dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa mặc tình mà hốt bạc, chứ không phải đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra tụng. 2. Muốn tu theo quyển kinh Dược Sư thì trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa kinh. Dược là thuốc, sư là thầy, tức kinh dạy làm thầy thuốc. Vào tu thì đem quyển kinh Dược Sư này ra đọc và học cho thuộc lòng. Tìm một số cỏ, cây, hoa, lá, vân vân. Ngồi suy tư hữu dụng của những cỏ, cây, hoa, lá này. Nếu có khả năng lập ra phòng thí nghiệm. Nếu thành công thì đứng lên tuyên bố: ta đã biết được hữu dụng của cỏ, cây, hoa, lá rồi. Bào chế ra thuốc bán, trở thành tỷ phú dễ như ăn cơm, chứ không phải đem kinh Dược Sư ra tụng. 3. Muốn tu theo quyển kinh Kim Cang, trước hết phải tìm hiểu ý nghĩa kinh. Kim là kim loại hay các thứ như đá, đất, cát, vân vân. Cang là cứng, tức kinh dạy lấy hữu dụng chất cứng. Vào tu, đem quyển kinh Kim Cang này ra đọc và học cho thuộc lòng. Đem một số kim loại hay đá, đất, cát ra ngồi suy tư hữu dụng. Nếu có khả năng thì lập ra phòng thí nghiệm. Nếu thành công thì đứng lên tuyên bố: ta đã biết được hữu dụng của một số kim loại hay đá, đất, cát này rồi. Chế tạo ra vật chất hữu dụng để bán, làm giàu nhất thiên hạ, chứ không phải đem kinh Kim Cang ra tụng. Các quyển kinh Đại Thừa khác cũng vậy. Câu hỏi 8. Thưa bác, tại sao khi người trở về Phật giới có công đức ít, giữa ba thế lực đang giằng co, trung ấm thân la lên một tiếng buông thì các thế lực xung quanh buông ra? Thưa bác,
có phải trung ấm thân có công đức, thì khi trung ấm thân la lên tiếng buông, như vậy có phải các thế lực bị ảnh hưởng bởi công đức của người về Phật giới không? Thưa bác. Bác Vĩ Nhân trả lời câu hỏi 8. Người có công đức ít thì trung ấm thân không phát ra được được dương mạnh, nên thần quản lý thấy trung ấm thân nào có công đức là cho trở về Phật giới. Thánh lang thang thì muốn trung ấm thân này ở lại trái đất hưởng phước tiếp. Họ tộc thì muốn trung ấm thân này trở lại họ tộc để đi đầu thai làm người tiếp. Trung ấm thân nào muốn mang tánh Phật và công đức trở về Phật giới thì phải sử dụng thuật phá âm bằng cách là la lên một tiếng thật lớn buông, thì họ tộc buông tay ra, thánh lang thang cũng buông tay ra, vị thần liền đẩy trung ấm thân này bay ra ngoài trái đất để theo hoa tiêu của vị kim thân Phật phân thân ngự ở tầng bình lưu dẫn về Phật giới. Câu hỏi 9. Thưa bác, người chửi, phá, ăn cắp hay triệt tiêu pháp môn Thiền Tông, nếu sau này sám hối với lòng chân thành trong vòng 30 ngày, cuối đời tạo được công đức trong sáng, thì có về được Phật giới không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 9. Người chửi, phá, ăn cắp hay triệt tiêu pháp môn Thiền Tông, sau khi sám hối với lòng chân thành trong vòng 30 ngày, nếu cuối đời tạo được công đức trong sáng thì trở về Phật giới được. Nhưng nhớ một điều là đừng có sám hối cho có lệ, mà phải thật tình, chân thành, tha thiết thì mới thành công được. Còn người có tần số điện tử âm quá nhiều thì các vị thánh lang thang không cho sám hối. Câu hỏi 10. Theo như kinh Pháp Bảo Đàn thì lục tổ Huệ Năng không biết chữ. Theo suy nghĩ của con thì con thấy trong kinh viết không được thuận lý lắm. Dù sao thì lục tổ Huệ Năng cũng là con của một vị quan thì ít nhiều gì cũng biết chữ. Vì vậy khi ông nghe kinh, ông hiểu ý nghĩa kinh và ông làm kệ trình cho ngũ tổ. Nếu như lục tổ Huệ Năng không biết chữ thì không thể nào thông hiểu kinh Phật. Xin bác cho chúng con biết là lục tổ Huệ Năng biết chữ không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 10. Lục tổ là con của ông quan Lư Hành Thao, làm quan giữ ngân khố, tức kho bạc nhà nước, mà ngày nay gọi là Ngân hàng Quốc gia, ở đảo Hải Nam, Trung Quốc ngày nay. Mẹ là Lý Yến Thị. Ông quan Lư Hành Thao bị kẻ gian hãm hại về tiền bạc nên bị nhà vua đày đi dùng trà cổ gần biên giới Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh. Lúc đó Lư Huệ Năng mới có 5 tuổi, chưa đi học. Cháu suy nghĩ xem, chỉ mới đây thôi, năm 1954, khi nước Việt Nam chia đôi đất nước, dân tộc Việt Nam có đến 40% người dân không biết chữ. Vì vậy, Bác Hồ có khẩu hiệu diệt giặc dốt, tức bắt người dân nào cũng phải đi học chữ hết. Vì vậy, thời đó mới có lớp học bình dân học vụ. Người nào không biết chữ phải vào lớp này học. Có lớp dạy ban ngày, có lớp dạy ban đêm. Trước năm 1954, cấp trung ương và tỉnh, người nào có bằng cấp trung học là được tuyển vào làm việc. Cấp quận hay huyện có bằng cấp tiểu học là được tuyển dụng vào làm việc. Cấp làng hay xã chỉ cần biết đọc, biết viết là được tuyển dụng vào làm việc. Vì vậy, thời đó người có bằng cấp tiểu học thôi là được xem như có bằng cấp đại học như thời bây giờ vậy. Ngày xưa có nhiều vị không biết chữ nhưng ngâm thơ rất hay, làm kệ rất giỏi. Câu hỏi 11. Tại sao nhục thân của lục tổ Huệ Năng bằng thịt
lại tồn tại hơn 1.000 năm như thế, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 11. Phần này bác phải giải thích theo quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam như sau. Cõi vô hình có hai tổ chức, gồm một là ban thần thánh tiên, có nhiệm vụ giúp vị Phật dạy đạo chân thật ở trái đất này là giác ngộ, giải thoát. Hai là ban thập loại thánh, có nhiệm vụ làm ra hiển linh, để các đạo hiển linh có nhiều người theo. Đức Lục Tổ Huệ Năng là người tu theo đạo giải thoát, nên khi tịch được ban thần thánh tiên trợ giúp để sát thân tươi liên tục trong 3 ngày. Sau 3 ngày, các thầy phải lo theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. Có 2 phương pháp. Một là phết hóa chất vào thân. Hai là đổ hóa chất đầy trong ngũ tạng. Hai đem ngũ tạng ra phết hóa chất vào bên trong. Năm 1986, bác có đến chùa Nam Hoa, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, xem các thầy ở đây đem nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng xuống đất phết hóa chất lại. Bác thấy trong ruột của tổ trống rỗng. Vì sao người ta phải bảo quản nhục thân tổ như vậy? Là có 2 nguyên do. Một, Lục Tổ Huệ Năng là vị thầy không biết chữ mà ngộ nhập được Phật tri kiến, nên phải tạo quyền bí cho tổ. Hai, để thế hệ sau tu theo pháp môn Thiền tông mà tin tưởng. Ngày nay người nào tu theo đạo Phật mà muốn thân sau khi chết được tươi hoài thì được ban thập loại thánh giúp, nhưng phải có điều kiện như sau. Người này phải tu theo pháp môn tiểu thừa, ngồi thiền, có tần số âm nhiều, mơ mộng được hiển linh thì được ban thập loại thánh này giúp bằng cách là: muốn tịch thì ban thập loại thánh cắt đứt dòng điện bóp quả tim thì tịch. Muốn gương mặt sau khi chết còn tươi thì ban này cũng cho thánh ẩn vào thân, gương mặt tươi hoài. Câu hỏi 12. 6 cấp bậc của thánh và 10 loại cô hồn, cấp bậc như thế nào, xin bác nói cho chúng cháu được rõ hơn, thưa bác. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 12. 6 cấp bậc của thánh gồm: 1. Thánh chủ trái đất và thánh mẫu. 2. Thánh quốc gia. 3. Thánh vùng quốc gia. 4. Thánh địa phương quốc gia. 5. Trưởng ban thánh nghi lễ. 6. Thánh thừa hành. Thập loại cô hồn, loại này làm đủ thứ chuyện linh thiêng nên gọi là thập loại cô hồn. Câu hỏi 13. Các loài vật sống trên trái đất, sao có rất nhiều loại sinh vật lớn như là khủng long sống tồn tại hàng triệu năm về trước? Nếu chúng ta giải thích theo chu kỳ của Thiền tông là 10.000 năm trái đất bị hủy diệt một lần, thì các loài sinh vật này xuất hiện vào những năm nào trong thời kỳ đó, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 13. Loài khủng long có từ khi ban bệ trời tứ thiên vương lập địa, tức cho các loài ở trái đất này hoạt động. Loài khủng long bị chết hết từ khi trái đất tồn tại được gần 6 tỷ năm. Do chất phóng xạ của bom nguyên tử, con người đánh nhau nên hủy diệt sự sống trên trái đất gần hết, nên các loài khủng long bị chết hết là vậy. Cũng có thể là khi trái đất bị loài người hủy diệt sự sống, ban bệ trời tứ thiên vương ném viên đá lớn vào trái đất để san bằng văn minh của loài người làm ra. Vì quá nhiều lần như vậy nên loài khủng long bị diệt chủng là vậy. Trái đất chúng ta đang sống hiện nay tuổi thọ là 7 tỷ rưỡi năm rồi. Câu hỏi 14. Thưa bác, màu cam là màu công đức mà sao tánh người của mình lại là màu cam? Theo sự hiểu biết của con, tánh thần thì nóng, tánh thánh thì hiền, cô hồn thì thích hơn thua. Con hiểu như vậy có đúng không, thưa bác? Trong tam giới này,
ngoài điện từ âm dương ra thì còn loại điện từ nào nữa không thưa bác? Bác Nguyện Nhân trả lời câu hỏi 14. Tánh người tạo công đức cho tánh Phật mang về Phật giới, nên tánh người là màu cam. Tánh thần là sức mạnh, nên tánh thần là màu đỏ. Tánh thánh là hiền hòa, nên tánh thánh là màu trắng. Tánh cô hồn xấu ác, nên tánh cô hồn là màu xám đen. Trong tam giới này, rồng là điện từ âm dương. Ở mỗi bầu hoàng đạo có các màu khác nhau như sau. Ở trái đất là bầu vật lý tứ đại, là điện từ âm dương biến thể. Khi nào hai dòng điện này chạm nhau thì chúng ta mới thấy được màu của nó. Còn muốn thấy liên tục thì phải lên đầu bắc của trái đất mới nhìn thấy được. Loài người tự cho dòng điện muốn phát ra màu gì thì điện từ âm dương phát ra màu đó. Muốn cho công dụng của điện từ âm dương làm gì thì điện từ âm dương làm theo ý con người. Còn ở tam giới, điện từ âm dương có các màu như sau. Một là bầu trời dục giới, điện từ âm dương có 5 màu. Hai, bầu trời hữu sắc, điện từ âm dương có 12 màu. Ba, bầu trời vô sắc, điện từ âm dương không có màu. Câu hỏi 15. Tới giờ chúng cháu vẫn chưa biết được công đức của một người cấu tạo bằng chất gì. Công đức là không âm không dương. Nếu giải thích theo khoa học thì người có công đức là chất gì trong tam giới thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 15. Ở trái đất này có 4 loại đức sử dụng cho 4 nơi như phước đức dương sử dụng ở các cõi trời, phước đức âm sử dụng ở trên mặt đất, ác đức sử dụng ở dưới mặt đất và dưới lòng đất. Vì vậy có câu người nghèo sát đất. Công đức sử dụng ở Phật giới. Tất cả các đức này không ví dụ được, mà chỉ thấy kết quả của nó như sau. Một, phước đức dương giảng sanh lên các cõi trời hưởng phước. Hai, phước đức âm làm người giàu sang ở trên mặt đất hưởng phước. Ba, ác đức làm người nghèo khổ sát mặt đất và dưới lòng đất. Bốn, công đức đem về Phật giới định hình ra ngôi nhà pháp thân tinh tịnh và kim thân Phật, hưởng quả vị Phật. Câu hỏi 16. Các nhà khoa học thì tách được hạt nguyên tử, bên trong là hạt nơ trong, có phải là điện từ âm dương không thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 16. Hạt nơ trong không phải là điện từ âm dương, mà là hạt nguyên tử. Cháu xem biểu đồ này cháu sẽ biết. Chất khí nóng họ lấy năng lượng mặt trời gọi là ion hóa. Điện từ âm gọi là avium, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện từ âm. Điện từ dương gọi là proton, tức hạt tích điện từ dương. Hạt neutron gọi là hạt nguyên tử. Bốn thành phần này nén vào trong một plasma. Plasma này có hai công dụng. Một, loại nhiệt để chế tạo vật chất khuếch đại nóng, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành truyền hình và bơm quang tử, v.v. Hai, loại lạnh để chế tạo vật chất khuếch đại lạnh, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành y khoa. Cháu cũng nên biết, nhờ plasma này mà người ta chế tạo cho vỏ UFO, tức vỏ vật thể bay, xuyên qua tầng khí lạnh và tầng khí nóng của bầu khí lạnh và bầu khí nóng của trái đất, bay đến các hành tinh khác trong bầu hoàn đạo một của hệ mặt trời. Cũng nhờ hạt dung nạp plasma này, người ta chế ra bơm quang tử.
Khi kích hoạt nổ thì nó gia tăng sức nóng lên 1 triệu lần bình thường sức nóng của mặt trời, nên gọi là bom quang tử, tức bom sức nóng mặt trời. Đường kính sát hại của bom quang tử gấp 100 lần quả bom nguyên tử. Còn chế bom nguyên tử có các thành phần như sau: 1. Hạt khí hydro. 2. Hạt điện từ âm, gọi là abion, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện từ âm. 3. Hạt điện từ dương, gọi là proton, tức hạt điện tích điện từ dương. 4. Hạt neutron, gọi là hạt nguyên tử. 4 thứ này nén vào một chùm, gọi là deuterium. 10 chùm này gọi là helium. 100 chùm helium gọi là chùm carbon. 1000 chùm carbon gọi là uranium, gọi là một đơn vị nguyên tử, gọi là megaton. 1 megaton bằng 1 tấn thuốc nổ TNT của quân đội sử dụng. Câu hỏi 17. Có vị thiền sư, tại sao cuối đời cơ thể lại khô và teo lại? Ông này chết sẽ đi đâu? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 17. Bác không biết vì bác không nhìn thấy được mặt. Nếu trả lời là sai. Bác trả lời theo luật nhân quả. Người nào sắp chết mà khô, teo lại thì người này báo hiệu đi vào quả ngục. Câu hỏi 18. Có vị thiền sư, tại sao cuối đời cơ thể không bị khô mà giống như bị bủng? Sau này ông mất, ông sẽ đi về nơi nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 18. Bác không biết vì bác không nhìn thấy được mặt. Nếu trả lời là sai. Bác trả lời theo luật nhân quả. Người nào sắp chết mà thân bị bủng, sống như thực vật quá lâu thì người này báo hiệu đi làm hoa báo. Câu hỏi 19. Có vị tổ sư thiền, tại sao cuối đời lại bị xe đụng chết? Ông chết vì tai nạn như thế, ông sẽ đi về đâu? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 19. Bác không biết vì bác không nhìn thấy được mặt. Nếu trả lời là sai. Bác trả lời theo luật nhân quả. Tổ sư thiền, danh từ này chỉ dành riêng cho 36 vị tổ thiền tông của đạo Phật mà thôi. Không ai được quyền xưng danh tổ sư thiền. Nếu người nào hám danh mà xưng tổ sư thiền thì bị nhân quả chết bất đắc kỳ tử, do vị thần quản lý họ thực thi nhân quả vì hám danh này. Người này sau khi chết sẽ đi các nơi như sau. 1. Nếu xưng tổ sư thiền để dụ nhiều người đến cúng tiền thì làm hoa báo. 2. Nếu xưng tổ sư thiền để nói chuyện linh thiêng cho ta là thánh, cũng dụ nhiều người đến cúng tiền thì làm hoa báo. Khi trả hết nợ, phải vào địa ngục trả nhân quả tiếp. Tức người tự xưng tổ sư thiền này phải trả 2 phần nhân quả là vậy. Câu hỏi 20. Có vị thầy, ông tu chứng thành A-la-hán, cớ sao còn sân si, ai giúp ông ấy? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 20. Bác không biết vì bác không nhìn thấy được mặt. Nếu trả lời là sai. Bác trả lời theo luật nhân quả. A-la-hán có 2 dạng. Dạng 1 dành cho vị toàn năng toàn giác tu, tức vị Phật tu, do ban thần thánh tiên trợ giúp tu mới thành thánh A-la-hán được. A-la-hán có 18 phép thần thông là do ban thần thánh tiên túc trực. Khi vị Phật muốn xuất thần thông để bảo vệ Phật khi có ai quấy phá, thần thông của vị Phật sử dụng như sau: không cho côn trùng cắn hay đốt vị Phật này, không cho thú dữ ăn thịt vị Phật này,
không cho tà giáo quấy phá vị Phật này, không cho người hung dữ phá đạo của vị Phật này, vân vân. Trên đây là A-la-hán mà vị Phật có, do ban thần thánh tiên trợ giúp. Dạng hai, A-la-hán của một con người thích danh tu mà có, thì phải do thập loại cô hồn trợ giúp, thì người này mới thành thánh A-la-hán được. Gồm: một, người tu này phải có tần số điện tử âm ngang bằng với thập loại cô hồn. Hai, người tu này phải có trí tưởng tượng thật nhiều. Ba, người tu này phải thích danh thật lớn. Bốn, người tu này phải có chứng chấp ngã thật to. Năm, người tu này phải thích đi khoe danh cho nhiều người biết. Sáu, người tu này phải thích đi rủ rê người khác tu theo A-la-hán như mình. Bảy, người tu này phải thích hiển linh và quyền bí. Tám, người tu này phải thích người khác kính nể và lưu danh mình là thánh A-la-hán, vân vân. Thì người tu này được thập loại cô hồn trợ giúp, thành thánh A-la-hán dễ như ăn cơm. Cái đặc biệt của thánh A-la-hán có mấy phần như sau: tự tịch, tức tự chết, báo cho nhiều người biết trước nhiều ngày. Khi chết, gương mặt như ngủ, do cô hồn còn ở trong thân. Phần gương mặt tươi này để bao nhiêu ngày cũng được. Khi vào quan tài thì cô hồn mới xuất ra. Khi chết hẳn, có hai nơi để chọn. Một là vào thành trống rỗng thanh tịnh sống, gọi là vào hóa thành sống. Hai là vào sống chung với thập đội cô hồn. Đây là thành quả A-la-hán của người tu được thập đội cô hồn giúp đỡ đó. Người tu thành thánh A-la-hán này không giải thích được giác ngộ là gì, giải thoát là sao. Hiện nay tất cả các đạo ở trên trái đất này không người tu nào biết các phần như sau: một, đạo là gì, ai lập ra? Hai, mục đích các đạo lập ra để làm gì? Ba, đạo có mấy loài lập ra? Bốn, mỗi loài lập ra đạo để làm chi? Năm, ai là chủ trái đất này? Sáu, ai quản lý trái đất này? Bảy, mỗi con người có mấy thứ tánh, vân vân. Vì bảy phần nêu trên nên người tu theo các đạo hiện nay không ai biết mình tu theo đạo có đúng sự thật hay không. Do đó mỗi người trình bày đạo của mình tu ra mỗi kiểu, không ai giống ai. Vì vậy các vị giảng sư đạo không dám cho người trí thức hỏi tự do về đạo của mình tu là vậy. Hầu hết các người tu theo đạo hiện nay ở trên trái đất này có ba mục đích chính: một, tu để có danh, để người khác kính nể, gọi là thầy tu. Hai, tu để có tiền, để người khác kính nể, gọi là thầy tu giàu. Ba, tu để có uy thế, để người khác kính nể, gọi là thầy có uy quyền. Nói tóm lại, người tu hiện nay để có ba phần: một là tu vì tiền tài, hai là tu vì danh lợi, ba là tu vì địa vị, chứ không ngoài gì khác. Câu hỏi 21. Thưa bác, khi bác phong thiền tông sư cho tụi cháu đứng ra giải đáp thì tụi cháu cần những tiêu chuẩn nào? Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 21. Phần này giống như tuyển lựa MC hay ca sĩ vậy. Cháu đừng có lo, cháu lo tập luyện đi. Câu hỏi 22. Nếu như có người muốn tổ chức tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, có phải pháp môn thiền tông đang phổ biến tại chùa Thiền Tông Tân Diệu là lời dạy chân thật của Đức Phật không? Có phải chỉ có pháp môn thiền tông này mới dạy cho con người thoát được quy luật sinh tử luân hồi không? Có phải pháp môn thiền tông này không có pháp môn nào chỉ cách cho con người thoát ra ngoài tam giới, về được Phật giới không? Vân vân. Thì mình cần phải đưa ra quy định như thế nào? Vì con thấy có rất nhiều người cãi ngang. Bác Nguyễn Nhân trả lời câu hỏi 22. Nếu có người muốn tổ chức tranh luận thì tổ chức như sau:
Một, nếu tổ chức ở chùa, người đến tranh luận không tốn đồng nào, nhưng phải ký hợp đồng muốn tranh luận với bác. Bác mời trọng tài, bác mời chính quyền, bác thông báo cho cộng đồng biết, mỗi người một lá phiếu, ai thua phải chịu, chứ không được cả ngăn. Hai, nếu tổ chức ở nơi khác, ai thua phải đại thọ, điều lệ giống như ở chùa. Cảm ơn cháu đã hỏi. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân trả lời cho cháu Nguyễn Thành Tài ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.